Em Thuận lại xuống thăm công trình. Thì hiện tại là em Thuận đang đứng tại khu vực Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thì bên em Thuận đang thi công một công trình. Hiện tại thì về phần cơ khí, hàng mục thang máy thì bên em Thuận đã làm được tầm khoảng 90% rồi. Thì cái thiết kế căn nhà này là diện tích tầm khoảng 80 m². Thì anh chủ đã bố trí làm cái thang máy kết cấu là không xếp vách kính. Thì xin phép mời qua các anh chị vào trong để em Thuận sẽ giới thiệu sơ bộ về cái phần thiết kế thang máy. Các anh chị có thể tham khảo cái công trình tiếp theo, công trình nhà mình có thể là triển khai làm được. Xin phép mời các anh chị vào trong ạ. Thì thang máy thiết kế là thang máy không xếp vách kính, thì bao quanh là cái khu vực thang bộ. Thì thiết kế của thang máy là theo tiêu chuẩn thang 450 cân. Thì cái thang này kích thước phủ bì khung là 1m6 x 1m6. Thì cái phần kết cấu khung thép thì là được làm bằng khung thép sơn tĩnh điện bản 120, dày 4mm. Với cái kích thước thang phủ bì khung 1m6 x 1m6 thì cái phần cabin sẽ là 1m1 x 900. Thì phần thân cửa nên là cửa tiêu chuẩn thì kích thước của nó là 700 x 2m1. Và cái khung bao cửa này là bằng gọi là khung bao bản hẹp, làm bằng inox nhập khẩu Hàn Quốc, dày 1.2mm. Phần cửa này là cửa sẽ làm bằng kính cường lực và có viền là bằng inox nhập khẩu Hàn Quốc và cũng độ dày là 1.2mm. Còn phần thiết kế của cabin thì sẽ là hai mặt hông của cabin thì sẽ thiết kế là kính cường lực, viền inox nhập khẩu Hàn Quốc. Mặt sau thì là do là có cái khu vực bố trí đối trọng nên là đang thiết kế là cái phần inox, tấm inox thì ở giữa sẽ là tấm inox gương. Và đây là cái phần sàn đá. Thì sàn đá này thì làm theo cái bên đơn vị em Thuận cũng sẽ thiết kế theo cái mong muốn của chủ nhà. Ở đây thì anh chủ cũng thiết kế một cái mẫu sàn đá rất là đẹp bằng đá tự nhiên. Và ở phía trên này thì cái phần trần thì sau khi lắp đặt xong cái phần cabin thì các anh cơ khí anh sẽ bổ sung. Hiện tại thì là cái phần trần các anh ấy chưa lắp đặt lên. Thì ở phía trên này sẽ có những cái vị trí để lắp các cái hệ thống chiếu sáng cho cabin. Đấy, vừa rồi thì em Thuận vừa giới thiệu cho cô bác chị nắm được về cái phần kết cấu thang máy và phần cabin. Thì xin phép mời các anh chị lên phía trên các tầng để tìm hiểu chi tiết thêm về cái thiết bị thang máy ở phía trên ạ. Xin phép giới thiệu về cô bác anh chị về cái phần kết cấu phía trong của thang máy. Thì đây là cái phần kết cấu phía trong của thang máy. Theo thiết kế thì thang máy này sẽ là có cái kết cấu là đối trọng sẽ đặt ở phía sau. Thì giới thiệu với cô bác anh chị, đây là cái phần ray chính của thang máy, là bao gồm hai bộ phận là cái ray của đối trọng và ray của dẫn hướng của cabin. Thì đây, hai cái ray này đều có cái ray đối trọng thì nằm ở phía sau này, thì phần đối trọng sẽ di chuyển từ phía sau. Và bản đây là T78 nhập khẩu Hàn Quốc. Cả hai cái phần còn giới thiệu với các anh chị, đây là cái phần cáp của cáp chính của thang máy là cáp nhập khẩu Hàn Quốc, cáp lụa chuyên dụng dùng cho thang máy. Và đây là cái phần buli, đây là cái phần nối của ray, đây là bát nối ray. Còn đây là cái phần bát cố định của ray đối trọng, đây là bát cố định ray cabin. Còn đây là cái phần cáp điện. Thì phần cáp điện này sau khi các bên đội cơ khí làm xong thì bên đội điện sẽ đấu nối, kết nối vào cái hệ thống điện để vận hành chạy thang. Giới thiệu thêm với cô anh chị là về cái phần khung thép này thì bên chú An Thuận cũng trao đổi và về cái phần thiết kế thì cũng trao đổi kỹ với bên nhà máy để họ sản xuất. Thứ nhất là về cái vấn đề chiều dài của cái thanh trụ này thì bên em Thuận cũng đã tính toán và để các điểm nối này nó sẽ ăn khớp vào giữa các dầm tầng này, giúp là tăng cái thẩm mỹ cho công trình, về tránh cái trường hợp là mình sẽ nối các cái cây nối này vào giữa tầng này thì nó sẽ thấy cái điểm nối thì nó rất là xấu. Và đây là cái phần khung thép được sơn tĩnh điện, thì về cái mặt sơn rất là chuẩn chỉ và được sơn với cái công nghệ rất là cao nên là rất là đẹp. Phần tiếp nối được cái phần tay ngang và phần khung này thì các đơn vị thiết kế cũng là làm rất là chuẩn và thi công ghép bén rất là chuẩn luôn. Thì sau này bên em Thuận sẽ thiết kế và cái phần kính thì bên em Thuận sẽ làm bằng cái mặt khung này luôn, thì rất là đẹp. Thì sau này sau khi xong kính thì em Thuận sẽ
quay lại một cái video để giới thiệu cho cô bác anh chị có thể tìm hiểu thêm. Đây là cái khu vực bố trí phòng máy của công trình. Thì dọc khu vực này thì bên chỗ anh chủ, chị cũng anh chủ cũng trao đổi là cái phần thiết kế ở trên này nó cũng khá là giới hạn. Xin giấy phép khá giới hạn, thì đây đang bên em Thuận đang thiết kế là cái phòng máy cao có thông thủy 1m4. Thì cái thông thủy này thì cũng khá là hạn chế, nhưng mà cũng đủ với tiêu chuẩn để bên em chị bố trí cái phòng máy để lắp đặt cái hạng mục thang máy. Thì xin phép mời cô bác anh chị vào trong để em Thuận giới thiệu sơ bộ về các thiết bị ở trên phòng máy. Thì đây là cái thiết bị chính là cái máy kéo của thang máy. Đây là động cơ Montanari nhập khẩu ở Italia. Đây là cái bệ máy và đây là những cái đầu ti neo cáp. Đây là những cái phần neo cáp chính. Đây là cái ray, hai cái ray dẫn hướng của cabin. Đây là khu vực bệ máy. Đây là cái thiết bị chống rung. Đây là cái phần Govino. Thì là cái bộ phận là go trên. Bộ phận này là một trong những bộ phận rất là quan trọng. Thì cái bộ phận này là liên kết với cái go dưới để lắp kết hợp với cái qua cái phần cáp này thì liên hệ với cái thắng cơ lắp với cabin. Thì trong cái trường hợp mà thang hoạt động mà chạy quá cái tốc độ định mức thì cái cơ cấu go này sẽ tác động và giúp cho thang là đảm bảo yếu tố an toàn cho người sử dụng. Đây là cái phần tủ điện. Thì hiện tại thì do khối lượng công việc thì cái phần cơ khí thì các anh ấy chắc tầm khoảng hết hôm nay là xong. Thì sau khi đấu xong cơ khí thì bên đồi điện của em Thuận sẽ vào kết nối và đấu chạy thang. Và đây là lưu ý với cô bác anh chị một cái phần này cũng khá là rất quan trọng. Đây là cái phần móc treo của thang máy. Thì cái phần này thì phục vụ rất là quan trọng trong cái quá trình lắp đặt. Thì các anh cơ khí sẽ móc cái pa lăng để kéo các thiết bị tải trọng lớn nặng như là máy kéo và các bệ máy này lên, giúp quá trình thi công an toàn. Nên là cô anh chị cũng lưu ý là lúc mà xây dựng thì mình cũng làm một cái móc đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Giới thiệu thêm với một cô bác anh chị một cái phần là cái phần khung bao này thì sau này theo thiết kế thì bên em Thuận đã thiết kế là phần kính sẽ là phủ mặt ngoài khung này, nên là phần khung bao này sẽ là làm rộng ra phía này ngoài này tầm 1.5 phân. Thì để sau này kết hợp với cái phần khung lắp với khung sẽ là bằng với cái mặt khung bao luôn, thì rất là đẹp. Thì sau này cái phần vách này thì bên em Thuận cũng sẽ là bố trí làm kính bằng phủ khung luôn. Thì đây là một cái thang theo mô hình mô phỏng 3D thì rất là đẹp, nên là sau khi hoàn thiện xong thì em Thuận sẽ làm lại một cái video để giới thiệu tổng thể về cái thang này hoàn thiện. Thì hôm đấy rất vui là sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị xem về cái thang máy này. Thì hôm nay thì em Thuận cũng xin phép là giới thiệu sơ bộ về cái phần kết cấu cơ khí. Thì rất mong là có những cái vấn đề gì mà cô bác anh chị cần tìm hiểu thì xin phép chia sẻ và nhắn tin vào cho em Thuận. Em Thuận sẽ làm lên những cái video để giải đáp những cái vấn đề thắc mắc mà cô bác anh chị còn thắc mắc về cái vấn đề thang máy gia đình. Thì rất mong là có cơ hội để chia sẻ và cung cấp thêm những cái thông tin giúp cô bác anh chị có thể thiết kế những cái thang máy và phục vụ đúng cái nhu cầu của gia đình mình mong muốn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.